Em tổng chào các cô chú anh chị nha. Em chỉ muốn nói với mọi người, những ai mà đã mua hàng của anh Điền mà chưa được giao hàng, hoặc những ai mà cho anh Điền nợ thì đừng có lo. Em vẫn bình thường, em vẫn ổn, và em sẽ đứng ra để xử lý tất cả những cái chuyện tiền bạc của anh Điền, hàng hóa của anh Điền. Nếu mọi người có khúc mắc gì đó, anh Điền không có lừa đảo ai hết và không có giật dọc ai hết. Em vẫn bình thường, em ngồi em chờ anh em về thôi. Nếu mà ông lâu về thì em sẽ lo hết. Em chỉ muốn mọi người yên tâm thôi, tại vì em không thể nào mà trả lời hết tất cả những cái tin nhắn, những cái cuộc gọi được. Em lên đây để trả lời chung. Mọi người yên tâm, chừng nào em còn sống, em còn hơi thở, những ai cho anh Điền vay em sẽ xử lý, giải quyết đàng hoàng tử tế, đúng pháp luật, đúng tình người, đúng đạo đức xã hội. Những ai mua hàng của anh Điền sẽ được giao hàng một cách tử tế. Tuy nhiên, nếu mà có chậm một vài ngày, có nhầm lẫn gì đó về đơn hàng, thì chỉ mong cô chú anh chị đừng vội lo lắng. Cho em một chút thời gian để em kiểm kê, em hãy xử lý. Bây giờ em lo ba gia đình, em chỉ biết đến ba gia đình này thôi. Gia đình của Ngoan, gia đình của anh Điền và gia đình của em. Vợ anh Điền, vợ thằng Ngoan và vợ em là ba người phụ nữ. Bây giờ em sẽ là người lo lắng cho ba người phụ nữ này và những đứa con của anh Điền và Ngoan. Em sẽ không để ai phải đói hết. Em không nhất định không để ai đói, không để ai khổ hết. Em chỉ mong là nếu mà chuyện hàng hóa, tiền bạc nếu có chậm ít ngày thì mong các anh chị thông cảm. Chúng ta còn sống với nhau lâu dài và tụi em không có lừa đảo ai hết, có vay có trả. Em không có quyền, em không có tiền, em chỉ có cái mạng này thôi. Nhưng mà bây giờ cái mạng này của em á, phải lo cho ba mạng, là ba người phụ nữ của ba gia đình và nhiều đứa con của ba gia đình. Cho nên em phải giữ cái mạng này.
Em chờ anh em về. Em chỉ muốn nói với mọi người một điều. Em có thể sống khổ. Em có thể sống khổ. Sống nhục. Nhưng em không sống hèn. Em không sống hèn. Giờ phút này á, ai muốn làm nhục thì cứ tự nhiên đi. Tôi chịu được. Tôi sống khổ được, sống hèn, sống nhục được, nhưng tôi không sống hèn. Tôi không quỳ gối trước bất cứ ai hết. Còn ai muốn lên sỉ nhục thì cứ việc. Tôi không phản pháo. Tôi chịu nhục. Nhưng tôi không quỳ gối. Tôi nhất định không quỳ. Như sẽ như đồng. Cái cục đá tự nhiên nè ở quê biển nó
đỡ này, nó dập vô tới lúc mòn đá luôn đó.